Hey, what's up, guys? So now we are inside the Artinus 3D Art Museum in Saigon. It's in District 7. Okay. Ngồi xuống cái bánh thế. So look at that 3D. See that right there? Cool. Okay. And then bên đây sẽ đi vô luôn cho người ta coi, người ta mới biết đứng ngay cái thành này. Look at that. See that right there? That's cool. 3D Art Museum. Okay. Okay, baby. Này quay phim lắm, giờ thấy là chiều muốn phim luôn rồi mấy. Đó nè. Đó. Cool. Okay. And then. Đó. Cool. Rồi, ok. Yeah. See the house, 3D house there. Nhà ba chiều nha các bạn. Cool. Ok. Trái tim hả? Nói thôi để mà kể là để quay quay giá nhanh này. Kể là sao ok giúp cái đầu rồi. Look at that, 3D. Cool. Okay. Okay. À, vô cửa sổ kìa. Đứng trên trái tim á nha. See that right there? That's pretty cool, right? 3D. Okay. See that hippo there? That's 3D hippo right there. Cool. Okay. Xả vô này ồ à. Oh, cái này chụp cái này cũng lạ là hay nè. Ồ oh, để đó à hả. Cool. Look at there you go. Look at that guys, 3D with the frogs under the rain, very cool. Okay baby. Nhuốc đại bàng ở giữa luôn. Ok. Nắm tay em bé luôn. Đứng khỏi nằm. Đứng để sờ cái tay em bé. Không đứng. Look at that.
Okay. Rồi, cool. Okay, baby. Ngồi trên đó. Ngồi trên con dưỡng nha. King Kong. Để cái tay như này. Cat try to fish in a bowl. Try to get a fish in a bowl. Cool. Look at that 3D. Okay. Hmm. 3D dinosaur. T-Rex. 3D T-Rex. Okay. Okay. Rồi. Look at that. Okay. Lấy đi cậu. Rồi. Okay. Nó xuống luôn đi. À. Con đứng lại con quay mấy cô này nè, mấy bạn cảnh mấy người. Okay. 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 Đứng vô